linh, địa linh linh, xương tai cương thi, sanh nhân hồi tỷ. Đến rồi, đến rồi, đi đây 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 đây. Hả? Đi coi. À, đi coi đi, lẹ lên. Dạ. Đi coi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi mở đi rồi, đi coi đi. Lẹ lên đi. Tên à, tên Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lại đi nữa. Hôm nay tôi từ xa đến đây là muốn dẫn các vị ra khỏi tội ác. Thế giới này thiệt là ghê gớm, bạn bè không tin bạn bè, bà con không tin bà con, người không tin người, cho nên các vị hãy tin tưởng tôi, tại vì tôi là con của Thiên Chúa. Từ từ thôi, từ từ thôi. Chỉ cần các vị tin tưởng tôi thì các vị sẽ trở thành con cái của Thiên Chúa. Nếu không có Thiên Chúa phù hộ thì các con không có gì hết. Xin Thiên Chúa hãy phù hộ cho tụi con có nhiều sức mạnh. Các vị cần phải tin tưởng lẫn nhau, phải thành thật, phải hy sinh. Nguyện Chúa hãy cùng tồn tại. Danh Cha và Con Thánh Thần. Amen. Ê nè, thưa các vị bà con chú bác, làm thiện thì được tốt, chúng ta hãy bắt đầu góp tiền đi nha. Các vị huynh đệ, mỗi ngày làm một việc thiện thì tốt lắm. Cảm ơn. Sư huynh, sư huynh à. Tôi đến góp tiền. Để đi. Cha, cha cũng có tiền đi. Ờ, cha, tôi lỗ vốn rồi. Nè, còn tiền gì hả? Không chịu. Cho mượn đi trả lại cho mà. Không chịu. Anh trả tiền lại luôn nha. Chịu không? Vậy được, phải giữ lời hứa nha. Đương nhiên. Cùng được ăn vàng đó. Vậy thì cảm ơn cha. Dạ thưa Thiên Phụ, con muốn giúp cho quay quay sư phụ tới kìa. Nè nè, đừng có giành nha, ai cũng có phần hết đó. Nè lấy đi. Nè làm gì vậy? Không thể mở nhà thờ. Ông là ai? Xin lỗi nha, tôi là tu sĩ từ Phạm Đế Cường đến. Tôi từng nghe Ảnh Dương Cường, Ngũ Long Cường, chưa từng nghe Phạm Đế Cường. Fella, đây là chú cậu. Chú cậu? Ờ, Uncle Nai. I see. Chết hay không chết là chuyện của ông, nhưng mà nếu ông mở cửa nhà thờ thì tất cả mọi người đều chết. Sao vậy? Ông có biết vị trí này không? Ờ, là môn gì? Đây là vị trí xấu nhất của tổ tuyền trấn Tam Sát Vị. Tam Sát Vị à? Tam Sát Vị là cái gì hả? Tam Sát Vị tiếng Anh gọi là Three Power. Three Power. Phải đó. Tôi không cần biết mấy người nói tiếng gì, nói chung cửa này không thể mở. Nếu như mở cửa này thì cả thị trấn sẽ lộn xộn hết. Ờ, nếu chỉ là lộn xộn thì không có sao đâu. Thiên Chúa ban ơn cho người đời, con người không sao thì tốt rồi. Tôi cho ông hay, nếu như mở cửa này thì giờ phút nào cũng sẽ có người chết. Ai chịu trách nhiệm? Thì tôi đây. Ông chịu hả? Tôi làm lễ được mà.
Tôi muốn biết ai kêu mở cửa nhà thờ lại. Thưa lĩnh thiền chúa. Thiền chúa? My God. Michael hả? Có phải là cái thằng đầu trọc ở cuối đường không? Nó kêu mở cửa nhà thờ lại sao? Chú cậu à, My God có nghĩa là thiền chúa đó. Không cần biết My God gì hết, không mở cửa nhà thờ được. Thiền chúa hãy tha tội cho người này. Muốn đánh lộn với tôi hả? Ê chú cậu à, chỗ này là chỗ công cộng của nhà thờ mà. Father mở nhà thờ, ông không có chịu đâu. Bây giờ thì đi kiếm ma trấn trưởng để nói chuyện đi. Được. Thưa bà con cô bác, thưa anh em, tôi là trưởng trấn của thị trấn này. Dĩ nhiên tôi có trách nhiệm giữ sự an toàn cho tư tuyền trấn. Nhưng mà bây giờ gặp phải một vấn đề to lớn rồi, cho nên tôi mời các vị đến đây cùng nhau giải quyết vấn đề đông và tây. Bên tây phương có nhiều trò chơi tối tân, thí dụ như là máy bay, máy đánh chữ, đồng thời còn máy thâu thanh, máy thâu hình, không biết bao nhiêu là máy móc đó mà. Đối với truyền thống của Trung Quốc thì cài có nhiều phương diện tốt, thí dụ như đánh mặt trượt, vừa có thể giải trí vừa học hỏi được, làm cho mọi người đều thoải mái, đồng thời để giúp kênh tiền bạc lưu động với nhau, gián tiếp làm cho xã hội này phồn vinh, phồn vinh, rồi thì mọi người đều có tiền, có có tiền thì có thể có vợ bé. Sự thật Thiên Chúa giáo có Thiên Chúa, đạo giáo có Thiên Sư, mỗi giáo đều có thiên mà, có phải không? Giáo nào cũng khuyên con người làm chuyện tốt, cho nên đều giống nhau thôi. Các vị suy nghĩ kỹ coi, khi xưa không ai tin đạo giáo và Phật giáo, cho nên theo ý của đứa em tôi muốn nói là lợi ý của ba đó mà. Là ý của tôi mà. Tôi đồng ý để cho nhà thờ mở lại. Mở nhà thờ lại thì mọi người sẽ được thoải mái. Nhà thờ cho đồ, cho bánh, cho sữa bột, cho kẹo đủ thứ. Chỉ cần mở nhà thờ thì tất cả đều có lợi hết. Bây giờ chúng ta hãy biểu quyết với nhau đi. Mở nhà thờ đi. Chúng tôi phản đối. Không phải là chúng tôi, chỉ là ông thôi. Tên à? Tên. Thằng Tên. Toàn là những kẻ tham lam, tôi còn muốn nói nữa. Chú cậu à, mua rau cải đi. Chú cậu lại đi tiểu hả? Chú cậu à, quen ông lâu như vậy mới biết là ông theo đạo đó. Theo đạo gì? Cửa sổ trên phải sơn lại nha. Father, đã xong xuôi rồi, biểu quyết cho mở nhà thờ rồi đó. Very good. Đi mở cửa đi. Dạ Father. Wow, phá tài rồi, phá tài rồi. Ê, thì là không ngờ tình Thiên Chúa giáo lại có nhiều lợi ích như vậy ha. Hèn chi nhiều người tình Thiên Chúa quá trời luôn. Sau này không cần đi mua áo nữa. Ê, thì là đỡ tốn tiền quá nha. Vậy ha. Nè sư huynh à. Hả? Cái này là cái gì? Anh cũng đâu có biết. Đi hỏi cô Annie đi. Cô ta mà quốc về chắc biết cái gì mà. Cần gì phải hỏi nó. Em coi thì biết nó là cái gì rồi đó mà. Nè. Cái này dùng để bộ anh đồng hả? Bộ anh không thấy người Đông Dương dùng giấy để cột đầu đó sao? Nhưng mà cái này khác mà. Từ Tây Dương qua đó. Thì giờ Đông Phương hay Tây Phương cũng giống nhau thôi. Anh hiểu rồi. Che mắt à? Sao lớn quá vậy? Anh biết rồi. Là ông lóc của người Tây Phương đó. Cột lên thì đẹp lắm. Có thiệt không đây? Nè, mặc vô đi. Mau lên, nhanh lên đi. Sư huynh à. Hả? Anh coi nè, như vậy có đẹp không? Ý, đẹp thiệt ha. Hèn chi cái này đẹp như vậy. Anh nhắc tới nó. Được, không nhắc, không nhắc. Nè, mỗi ngày sau này em đều mặc nha, đẹp lắm đó. Chú cậu à, uống cơm vậy hả? Đúng vậy. Mau lên, mau lên đi, nè lên, nhẹ. Ừ.
sư phụ về à? Sư phụ về hả? Làm cái gì gấp gáp vậy? Con gái đúng là thay đổi màu thiệt. Chỉ có một đêm mà đã lớn như vậy. Nè, sư huynh à, cái đầu của anh. Đến, à, đến ngay. Nè. Xích sư phụ, dám mời dùng trà. Tiểu Nguyệt, con cao mau thiệt. Áo này không có vừa nữa. Ta cho tiền nè, đi mua áo mới đi. Sư phụ à, con sao? Con cũng vậy sao hả? Ngày thường thì không gì, nhưng sáng hôm nay thức dậy thì quần con hơi chật chút. Ta cũng vậy. Sư phụ cũng vậy. Cái đó là gì? Là miếng dán. Cái này nè. Sư phụ à, con biết rồi. Đó là dây cột đầu tử ở trong nhà thờ mang về đó mà. Khi nãy con và sư huynh đi ngang nhà thờ, thấy mấy người ở đó nghe ông tu sĩ nói chuyện bậy bạ. Con đã nói với sư huynh đừng nghe. Con cho hay là sư phụ biết được sẽ chửi đó, nhưng mà sư huynh không nghe lời của con. Cái này là gì? Đó là cái quần lót nhà thờ tặng cho đó, con mang trên ngực nữa kìa. Đưa đây. Tiền lúc nãy đó. Sư phụ à, chuyện gì? Sư phụ, có chuyện gì? Tụi con không nghe gì sao? Đưa đồ nghề đây. Dạ.